Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin tiếp tục về video hướng dẫn lập trình mô phỏng robot Nagi Level 2. Ở video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đó cách cài đặt vùng giao thoa ở trong robot. Đầu tiên, vùng giao thoa là gì? Vùng giao thoa là một vùng làm việc của robot. Chúng ta có thể hoàn toàn có thể cài đặt được cái vùng giao thoa. Thì cái vùng giao thoa này, chúng ta có thể hoàn toàn cho phép robot hoạt động trong cái vùng đó. Hoặc có thể khi mà robot chúng ta quy định là chỉ làm việc ở trong cái vùng vùng giao thoa đó thôi. Nếu mà ra khỏi vùng đấy thì chúng ta lập tức sẽ lập trình cho robot là không cho phép làm việc ở khu vực đó và cảnh báo là tín hiệu về cho robot là NG. Hoặc có thể khi mà trong một cái dây chuyền sản xuất của chúng ta mà có nhiều robot mà có thể một cái vị trí mà va chạm giữa robot với nhau hay là từ robot linh kiện hoặc là các cái công cụ nào trong line sản xuất đó mà robot có thể va chạm thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập được cái vùng giao thoa hoặc có thể là ngược lại. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn nó cách cài đặt vùng giao thoa. Đầu tiên bạn sẽ vào mục Content Setting. Bạn chọn mục 9 Territory Definition. Sau đó bạn chọn mục 2 Territory Field. Đầu tiên khi mà bạn mở vùng giao thoa lên như cái màn hình này thì bạn sẽ cần phải chọn đó là mục Define để bạn có thể thiết lập cái vùng giao thoa. Thế nào? Thì ở đây cho chúng ta cài đặt được 16 vùng giao thoa khác nhau. Thì đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một vùng giao thoa. Đầu tiên bạn chọn là Define, sau đó bạn có thể chọn bất kỳ, ví dụ đây là bạn chọn một chương trình đang bạn nó lập trình sẵn. Hoặc bạn có thể chọn manual, chọn một thông số thiết lập cài đặt cho nó. Ở đây tôi sẽ sử dụng là chế độ manual. Tiếp theo bạn sẽ chọn được cái vùng giao thoa đó là một hình khối hay là một hình tròn. Khi mà robot vận hành ở trong vùng giao thoa đó, ở trong hình vuông, hình khối hoặc là trong hình tròn đó. Đây ví dụ như tôi sẽ thiết lập cái vùng giao thoa của tôi là tôi ví dụ trong cái vùng robot đang hiện tại đây thì tôi sẽ record luôn cái điểm hiện tại của robot thì tôi sẽ thiết lập trong cái vùng của cái PCB này ở đây ví dụ như đây tôi sẽ thiết lập vào tôi ấn record vị trí hiện tại thì đây các cái thông số hiện tại ví dụ tôi di chuyển robot nhé tôi thiết lập vào cái vùng khác đi tôi sẽ di chuyển robot và tôi sẽ record current position position đây tôi sẽ thiết lập cho vùng giao thoa ở cái PCB này như nào tôi sẽ chọn một tên tôi sẽ chọn là hình khối đây như các bạn này ví dụ tôi chọn hình tròn thì nó sẽ ra như này và các bạn cần phải chọn là đường kính của cái hình tròn này là bao nhiêu ví dụ bạn sẽ thiết lập cho nó ví dụ đây là 500 đúng không là 0,5 mét đúng không bạn có thể chọn lên được là 9,9 mét ví dụ bạn chọn là 9999 đều được ở đây thì tôi chọn sẽ chọn là hình khối đây tôi sẽ để cho nó là cái vận hành của robot này là 1 mét điện từ trục X ra điểm hiện tại đây ạ, từ tool TCB ra là 1 mét. Còn khi bạn đánh số xong, bạn enter. Ví dụ đây tôi sẽ cho là 1000 mm. Đây tôi chỉ cho là 200 thôi. Thì đây sau đó là cái tín hiệu, đó là tín hiệu output và tín hiệu input. Khi mà chúng ta muốn thực thi được cái robot ở trong vùng giao thoa đó thì chúng ta cần phải on cái tín hiệu đó là input 200 lên và trong cái vùng giao thoa này mà robot vận hành thì sẽ xuất ra một tín hiệu output đó là là O 200. Sau khi tôi chọn xong ấy, tôi sẽ complete để mà cài đặt cái tín hiệu input và output này thì bạn không không thể cài đặt được trực tiếp vào ở cái territory field này thì bạn cần cần phải cài đặt cho nó ở cái mục đó là signal. Đây tôi tạm thời tôi đã chọn rồi tôi đã cài đặt cho nó là territory 1
là output là 200 và input là 200. Thì tôi sẽ chọn complete. Đến đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách cài đặt cái tín hiệu input và output ở một vùng giao thoa. Thì các bạn làm như thế nào? Bạn sẽ chọn mục 6. Sau đó bạn chọn input signal assignment. Sau đó bạn chọn mục standard input. Đây, ở đây trong bạn cài các cái điểm vào điểm territory. Đây. Ví dụ tôi là territory 1 thì tôi để là 200, tín hiệu input là 200, và 2 thì tôi sẽ để là 201, 202. Tương tự tôi sẽ cài đặt được cái tín hiệu của bạn sẽ từ 1 đến 16 cái vùng giao thoa, tương ứng nó là tín hiệu input và output là gì. Sau khi bạn cài đặt xong thì bạn ấn complete. Sau đó bạn tiếp tục ra là cài đặt tín hiệu input cho nó, thì tôi cũng làm tương tự. Output tôi sẽ làm tương tự cái tính cài đặt tín hiệu input. Tôi sẽ chọn, tôi sẽ thoát ra tương tự với bạn vào mục 6 signal. Sau đó bạn chọn mục 3 output signal assignment. Sau đó bạn chọn mục 1 standard output. Thì đây cho các bạn cũng tương tự như thế, là từ 1 cho đến 16 vùng giao thoa khác nhau. Mỗi vùng giao thoa này sẽ xuất ra một cái tín hiệu gọi là output từ 1 đến 16, tùy các bạn đặt là bao nhiêu output bao nhiêu. Thì đây tôi sẽ đặt trùng với cái điểm mà output input kia, thì tôi sẽ đặt vùng giao thoa 1 là 200 và 201, 202. Tương tự bạn các, nếu bạn muốn cài đặt tiếp theo thì bạn sẽ là có thể cài đặt được. Sau khi mà cài đặt xong thì bạn, ví dụ ở đây tôi chọn là 4 là cũng 203, con tuấn enter, con tuấn complete. Đây, ở đây bạn nó đòi hỏi bạn là phải, nếu muốn reset cái tín hiệu này thì bạn cần phải tắt bộ điều khiển đi. Thì đây tôi sẽ điều khiển đi, ok, bạn sẽ chọn phím bất kỳ. Đây tôi đã cài đặt xong cái vùng giao thoa, thì tôi sẽ mô phỏng cho các bạn xem robot này là vùng giao thoa là như nào. Tôi sẽ bật cái tín hiệu là input và output lên, bạn vào mục service, rồi bạn chọn tín hiệu, chọn user input và output. Đây tôi sẽ kéo đến tín hiệu là 200 đúng không ạ? Đây. Đây là các cái vùng giao thoa đây, tôi đã vừa nãy tôi đã cài đặt cả bốn vùng giao thoa khác nhau. Đây tiếp tục là tín hiệu input. Đây, tôi tắt tín, tạm thời tôi sẽ tắt tín hiệu 200 đi. Và tôi sẽ di chuyển robot ở trong cái vùng giao thoa mà tôi vừa thiết lập cho nó, là từ cái điểm TCB này ra X, ra ngoài trục X là 1000 mm, và trục Y 1000 mm, và trục Z là 200 mm. Thì trục Z này có thể robot này sẽ vận hành được ở trong khoảng là 400 mm lên xuống ấy. Thì đây tôi sẽ điều khiển robot này vận hành cho, nhìn cho các bạn xem. Tôi sẽ điều khiển qua trục X đúng không ạ? Đây, và lập tức robot này sẽ báo là cái tín hiệu cần phải tín hiệu muốn mà thực hiện trong cái vùng giao thoa này thì bạn cần phải on cái tín hiệu input signal là 200 lên. Thì cái này có thể hoàn toàn cho con bạn lập trình như POC chuyển vào cho robot, là khi mà có cái tín hiệu mà I200 này sáng lên thì robot này mới được thực thi, hoặc ngược lại thì bạn cần phải đặt tín hiệu là bật tín hiệu là 200 lên, hoàn toàn robot có thể vận hành được. Ví dụ tôi đây tôi sẽ điều khiển trục Z, Z lên Z xuống. Đây các bạn sẽ nhìn chú ý ở cái tín hiệu output 200 này, territory position này. Thì bạn vừa đấy tôi đặt là 200, vùng giao thoa của nó là 200 thì nó sẽ là cộng trừ 200. Đây tôi sẽ điều khiển
Ví dụ khi mà đi qua cái vùng giao thoa đấy, lập tức cái tín hiệu 200 này nó bị mất đi. Mà khi ở trong vùng giao thoa này thì output O200 này sẽ được sáng lên. Và nếu bạn muốn điều khiển ở trong vùng giao thoa này thì cái tín hiệu I input 200 này sẽ phải được on lên thì robot mới có thể được thực thi nhận lệnh để vận hành ở trong cái vùng giao thoa. Và hoàn toàn ở trong lập trình thì các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng được cái vùng giao thoa này để set cài đặt cho cái robot này có thể vận hành ở trong cái vùng làm việc an toàn, hay là đến cái vùng an toàn này thì lập tức robot sẽ cảnh báo và dừng ngay lập tức. Thì hoàn toàn các bạn có thể ứng dụng được trong cái lập trình hay trong những chính công ty của các bạn đang làm về lập trình cho robot trong một cái dây chuyền sản xuất được vận hành cách an toàn nhất. Vâng, mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và các bạn hãy đừng quên like và share video giúp mình, và hãy kích vào biểu tượng này để đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Mình xin cảm ơn.